Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các linh kiện, các dịch vụ đang được triển khai tại Di động Cao cấp.vn. Nay Di động Cao cấp.vn giới thiệu bạn video giới thiệu dịch vụ sửa chữa phần cứng, phần mềm của điện thoại Lumia 430 mã RM1099 tại Di động Cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến vỏ máy, đến máy Lumia 430 hỏng lỗi, không lên chập chờn lúc được lúc không, quý hàng vui lòng truy cập website www.dicongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 0466750999. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn cụ thể, chi tiết nhất cho quý vị các bạn. Riêng đối với lỗi liên quan đến phần cứng của Lumia 430 như vỡ màn hình, vỡ cảm ứng, treo logo, mất bút, mất email, hỏng lỗi do rơi va đập, chết camera, chân sạc, thay sim, nói chung tất cả lỗi phần cứng của Lumia 430 đều có sẵn linh kiện chờ thay mới cho quý vị các bạn. Riêng đối với lỗi phần mềm của Lumia 430 như treo logo, mất bút, mất email cũng đều đã có sẵn linh kiện thay mới, xin lỗi các bạn, đều sẵn file chạy mới cho quý vị các bạn. Mọi thắc mắc của quý hàng liên quan dịch vụ sửa chữa điện thoại Lumia nói chung và sửa chữa điện thoại Lumia 430 nói riêng, xin vui lòng liên hệ 0466750999. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể với các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang được triển khai tại Di động Cao cấp.vn.